Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 3, sách cánh diều, bài 39. So sánh số lớn gấp mấy lần số bé. Rồi trước hết là chúng ta có một tình huống như sau. Ở đây chúng ta có băng giấy màu đỏ dài 8 cm. Băng giấy màu xanh dài 2 cm. Như vậy, băng giấy màu đỏ dài gấp mấy lần băng giấy màu xanh? Rồi, ở đây chúng ta biểu diễn bằng hình vẽ như sau. Băng giấy màu xanh dài 2 cm. Băng giấy màu đỏ dài 8 cm. Ta có 2, 4, 6, 8. Như vậy, theo em, băng giấy màu đỏ dài gấp mấy lần băng giấy màu xanh? À, gấp 1 lần này, 2 lần, 3 lần, 4 lần. Như vậy, băng giấy màu đỏ dài gấp 4 lần băng giấy màu xanh. Để tìm ra 4 lần thì các em lấy số lớn chia cho số bé. Các em lấy 8 chia 2 bằng 4. Được chưa? Như vậy, muốn biết 8 cm dài gấp mấy lần 2 cm, hay là muốn biết số lớn gấp mấy lần số bé, thì chúng ta lấy số lớn chia cho số bé. Được chưa? So sánh số lớn gấp mấy lần số bé, ta lấy số lớn chia cho số bé. Tương tự, muốn biết số 9 gấp số 3 là mấy lần, chúng ta lấy 9 chia 3 bằng 3, tức là gấp 3 lần. Rồi cụ thể thì chúng ta vào nội dung của bài toán. Bài toán: đoạn thẳng AB dài 8 cm, đoạn thẳng CG dài 2 cm. Hỏi đoạn thẳng AB dài gấp mấy lần đoạn thẳng CG? Rồi trước hết là chúng ta tóm tắt bài toán. Đoạn thẳng AB dài 8 cm. Ta có mỗi phần là 2. 2, 4, 6, 8. Đoạn thẳng CG dài 2 cm. Thì 2 cm nó chính là một phần. Như vậy, theo em, đoạn thẳng AB dài gấp mấy lần đoạn thẳng CG? À, gấp 1, 2, 3, 4, 4 lần, đúng không? Để tìm ra 4 lần thì các em lấy 8 chia 2 bằng 4. AB gấp CG là mấy lần? Rồi các em viết câu trả lời. Độ dài đoạn thẳng AB gấp độ dài đoạn thẳng CG số lần là? Muốn biết 8 cm dài gấp mấy lần 2 cm thì các em lấy 8 chia cho 2 bằng 4. 4 lần. Tức là muốn biết số lớn gấp mấy lần số bé thì chúng ta lấy số lớn chia cho số bé. Rồi đáp số là 4 lần. Qua bài toán này thì các em rút ra nhận xét: muốn biết số lớn gấp mấy lần số bé, ta lấy số lớn chia cho số bé. Rồi cụ thể thì các em vào phần bài tập. Trước hết là các em làm bài tập số 1. Ngăn trên có 6 quyển sách, ngăn dưới có 24 quyển sách.
Hỏi số quyển sách ở ngăn dưới gấp mấy lần số quyển sách ở ngăn trên? Số quyển sách ở ngăn trên là 6. Số quyển sách ở ngăn dưới là 24. Muốn biết số quyển sách ở ngăn dưới gấp mấy lần số quyển sách ở ngăn trên? Tức là các em tìm xem là 24 nó gấp 6 là mấy lần. Được chưa? Đầu tiên là các em viết câu trả lời. Số quyển sách ở ngăn dưới gấp số quyển sách ở ngăn trên số lần là? Các em tìm xem là 24 nó gấp 6 là mấy lần. Rồi, muốn biết số lớn gấp mấy lần số bé, ta lấy số lớn chia cho số bé. 24 chia 6 bằng A à, bằng 4, 4 lần. Các em đáp số là 4 lần. Rồi tiếp theo, các em sang bài tập số 2. Một con lợn cân nặng 40 kg, một con gà cân nặng 4 kg. Hỏi con lợn cân nặng gấp mấy lần con gà? Con lợn cân nặng 40 kg, con gà cân nặng 4 kg. Để biết con lợn cân nặng gấp mấy lần con gà thì các em tìm xem là 40 kg gấp 4 kg là mấy lần. Trước hết là các em viết câu trả lời. Con lợn cân nặng gấp con gà số lần là? Các em tìm xem là 40 gấp 4 là mấy lần. À, muốn biết số lớn gấp mấy lần số bé, ta lấy số lớn chia cho số bé. 40 chia 4 bằng bao nhiêu? Cách nhẩm này, các em lấy 4 chia 4 bằng 1. Ở đây có một chữ số 0 thì các em viết thêm một chữ số 0 vào đằng sau, tức là 10 lần. Rồi đáp số là 10 lần. Tiếp theo em sang bài tập số 3. Buổi sáng mẹ làm 21 chiếc bánh, buổi chiều mẹ làm 7 chiếc bánh. Hỏi số bánh mẹ làm buổi sáng gấp mấy lần số bánh làm buổi chiều? Buổi sáng là 21 chiếc, buổi chiều làm được 7 chiếc. Muốn biết mẹ làm buổi sáng gấp mấy lần buổi chiều thì các em tìm xem 21 gấp 7 là mấy lần. Được chưa? Trước hết là các em viết câu trả lời. Số bánh mẹ làm buổi sáng gấp số bánh mẹ làm buổi chiều số lần là? Các em tìm xem là 21 gấp 7 là mấy lần. Rồi, tương tự như bài tập số 1, bài tập số 2. Các em lấy số lớn là 21 chia cho số bé là 7. 21 chia 7 bằng 3. 3 lần. Đáp số là 3 lần. Tiếp theo em sang bài tập số 4, các em điền số thích hợp vào ô trống. Ở đây chúng ta có mẫu như sau. Số lớn là 12, số bé là 4. Số lớn gấp mấy lần số bé? Tức là 12 gấp 4 là mấy lần? Muốn biết số lớn gấp mấy lần số bé, ta lấy số lớn chia cho số bé. Cụ thể các em lấy 12 chia cho 4 bằng 3, 3 lần. Rồi, chúng ta viết 3 vào đây. Số lớn hơn số bé bao nhiêu đơn vị? Tức là 12 hơn 4 là bao nhiêu đơn vị?
Muốn biết hơn bao nhiêu thì ta lấy số lớn trừ đi số bé. Em lấy 12 trừ 4 bằng 8. Vậy các em viết vào đây là 8. Bằng cách làm tương tự, các em bấm tạm dừng video và các em hoàn thành bài tập số 4 nha. Rồi tiếp theo, số lớn là 45. Số bé là 5. Muốn biết số lớn gấp mấy lần số bé? Ta lấy số lớn chia cho số bé. 45 chia 5 bằng bằng 9. Như vậy là số lớn gấp 9 lần số bé. Các em viết số 9 vào đây. Số lớn hơn số bé bao nhiêu đơn vị? Các em lấy số lớn trừ đi số bé. 45 trừ 5 bằng bằng 40. Vậy số lớn hơn số bé là 40 đơn vị. Rồi tương tự sang cột tiếp theo. Các em lấy 35 chia 7 bằng 5. Ô dưới này thì các em lấy 35 trừ 7 bằng bao nhiêu? Bằng 28. Rồi, sang cột tiếp theo. 24 chia 3 bằng 8. 24 trừ 3 bằng 21. Được chưa? Đầu tiên là các em chia. Tiếp theo là các em trừ. Sang ô này cũng vậy. 42 chia 6 bằng 7. Rồi ô tiếp theo thì các em trừ. 42 trừ 6 bằng 36. Được chưa? Tiếp theo em sang bài tập số 5. Quan sát sơ đồ sau rồi trả lời các câu hỏi. Câu A. Quãng đường từ nhà Dung đến nhà ông bà ngoại dài gấp mấy lần quãng đường từ nhà Dung đến nhà ông bà nội? Từ nhà Dung đây đến nhà ông bà nội là dài 9 km. Từ nhà Dung đến nhà ông bà ngoại dài 27 km. Muốn biết quãng đường từ nhà Dung đến nhà ông bà ngoại dài gấp mấy lần quãng đường từ nhà Dung đến nhà ông bà nội thì các em lấy 27 chia 9. Được chưa? Muốn biết 27 km dài gấp mấy lần 9 km thì các em lấy 27 chia 9. Rồi câu B. Quãng đường từ nhà ông bà ngoại đến nhà ông bà nội dài bao nhiêu km? Quan sát sơ đồ ta thấy nhà Dung ở giữa, đúng không? Từ nhà ông bà nội đến nhà ông bà ngoại phải đi qua nhà Dung. Vậy chúng ta sẽ lấy quãng đường từ nhà ông bà nội đến nhà Dung là 9 km cộng thêm quãng đường từ nhà Dung đến nhà ông bà ngoại là 27 km. 9 cộng 27. Được chưa? Rồi cụ thể thì chúng ta sẽ hoàn thành bài toán này như sau. Câu A. Quãng đường từ nhà Dung đến nhà ông bà ngoại dài gấp quãng đường từ nhà Dung đến nhà ông bà nội số lần là như thầy giáo vừa phân tích ở trên. Các em lấy 27 chia 9 bằng 3, 3 lần. Rồi câu B. Quãng đường từ nhà ông bà ngoại đến nhà ông bà nội dài là
Các em lấy 9 cộng với 27 bằng bằng 36 km. Rồi đáp số câu A là 3 lần, câu B là 36 km. Rồi như vậy là bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Các em có thể theo dõi tiếp các bài học sau được thầy giáo đặt trong phần danh sách phát toán lớp 3, sách cánh diều. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em nhớ động viên thầy giáo nha, bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông, like và chia sẻ video cho bạn bè cùng xem. Rồi xin chào và chúc các em học tốt.